Làm gì khi bị nhiệt miệng thường xuyên? Khi bị nhiệt miệng, trước hết chúng ta sẽ quan tâm là có những cái nguyên nhân nào hay là có những vấn đề gì liên quan đến việc nhiệt miệng. Đầu tiên, đấy chính là cái trạng thái tinh thần của mỗi một cơ thể. Sang chấn về những cái stress hay là tâm lý thường xuyên cáu gận chẳng hạn thì nó cũng có thể gây mất sự cân bằng ở trong môi trường miệng. Nguyên nhân thứ hai đấy chính là có những cái vấn đề ăn thức ăn cay nóng, hoặc là những cái thức ăn mà quá là tạo một cái môi trường không tốt cho miệng. Vấn đề thứ ba đấy chính là những cái vấn đề về bệnh lý ở đường tiêu hóa như ợ hơi, ợ chua, hay là những cái bệnh lý ở trong miệng như là những cái vết hàm răng quá sắc, hoặc là những cái tình trạng dắt thức ăn, hoặc là tình trạng viêm nhiễm kéo dài, hoặc các cái áp xe gây mủ thì cũng là một cái nguyên nhân cộng hưởng để dẫn đến tình trạng nhiệt miệng. Nguyên nhân tiếp theo nữa đấy chính là những cái bệnh lý toàn thân mà không được điều trị thì cũng có thể gây nên những cái tổn thương ở trong miệng. Với những cái nguyên nhân như vậy thì chúng ta sẽ có cách hạn chế sự nhiệt miệng, hay là phòng chống, hay là làm giảm cái yếu tố nhiệt miệng hay bệnh lý nhiệt miệng ở trong mỗi người chúng ta. Đầu tiên là việc tâm lý luôn luôn thoải mái, vệ sinh răng miệng tốt, ngủ đủ giấc. Vấn đề thứ hai là chế độ ăn và uống. Đối với chúng ta thì môi trường rất cần nhiều nước, cho nên là các bạn hãy thường xuyên uống nước, đặc biệt là các cái khoáng chất hay là các cái vitamin hay là nước hoa quả cung cấp cho chúng ta khoáng chất và vitamin đầy đủ. Tiếp theo nữa là chế độ ăn uống thì mình sẽ ăn nhiều chế độ có rau xanh, nhiều những cái chất bổ sung cho cơ thể tốt, và không ăn những cái thực phẩm thường xuyên cay nóng. Và nếu như chúng ta ăn xong mỗi một bữa ăn thì nên đánh răng đúng cách, vệ sinh răng miệng đúng cách, thậm chí có thể nhai kẹo xinh gum hay là dùng các cái nước súc miệng có chất bạc hà, tinh dầu bạc hà chẳng hạn, để hạn chế sự phát triển của vi khuẩn ở trong miệng. Và điều cuối cùng, nếu như chúng ta có bất kỳ vấn đề gì về bệnh lý ở đường tiêu hóa, các bệnh lý ở toàn thân hay là những cái khó chịu ở trong miệng thì chúng ta hãy đi khám nha sĩ hoặc các bác sĩ để được điều trị kịp thời, dứt điểm. Nó sẽ tốt và không gây nguy cơ viêm nhiệt miệng. Trên đây là những chia sẻ của tôi về vấn đề nhiệt miệng cũng như là phòng tránh để chúng ta không bị nhiệt miệng. Tại vì nếu như chúng ta bị nhiệt miệng, ăn uống sẽ rất là khó khăn, đau đớn, tinh thần cảm thấy không được thoải mái. Nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc gì, hãy để lại bình luận ở bên dưới video clip này. Còn bây giờ đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của Nha Khoa Paris. Xin chào và hẹn gặp lại.